Hello, em Trường An Auto xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị yêu quý nha. Hôm nay Trường An sẽ review lại những mẫu xe còn lại ít ở bên Trường An Auto. Tuy ít nhưng dài lâu, ít nhưng dài lâu cô chú anh chị nha. Mẫu Captiva, em được sản xuất năm 2007. Một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Trâu về thích cầm cỏ non nha. Cỏ xanh mơn mởn, răng trâu tan tành. Đây cô chú anh chị, một mẫu SUV gầm cao máy thoáng, trang bị full đồ chơi option, gương cụp mở ABS cân bằng điện tử, hỗ trợ độ dốc chấn chân trượt. Bản số 85E03963. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này hầu như cô chú anh chị đã biết rồi, đúng không? Như một tên lửa siêu thanh vượt trội nha cô chú anh chị. Rất là bà rồ. Đâu đó nằm khoảng 11 đến 12 lít trên 100 km. Nước sơn đẹp. Nói chung xe không cứng không lỗi nha. Số má là bao chất, số rin, chạy thời gian 5 tháng người ta cũng có canh chỉnh lại. Máy móc đó là bình thường thôi. Đời này mà không canh chỉnh thì làm sao mà ok được, đúng không cô chú anh chị? Gương chỉnh điện nè, rồi ghế chỉnh điện nè, đó là những tính năng vượt trội. Hỗ trợ đổ dốc nè, chống chân trượt cân bằng điện tử nè, ABS luôn. Trang bị là hai túi khí, tích hợp là gương chống chói, camera hành trình, camera gear full HD luôn, màn hình Android, tapi cửa đẹp nha. Em này khá là ok, 205 triệu bớt 10. Được chưa cô chú anh chị? 190 mấy triệu sở hữu ngay mẫu kép đẹp bên Trường An Auto rồi. Nội thất bước vô rất là sang trọng. Tuy rằng em nó hơi uống xăng, nhưng ngược lại em nó có một cái tốc độ siêu thanh vượt trội nha. Bắn từ nước này qua nước khác rất là ok cô chú anh chị ạ. À, bốn vỏ khá là mới nè, mâm đúc nè. Đó, Trần Anh đã sơn lại bộ mâm đen thui luôn. Nhìn rất là cứng kép mẫu xe. Gầm cao máy thoáng là ở đây. Được chưa cô chú anh chị? Captiva 195 triệu cô chú anh chị có thể sở hữu mẫu kép hàng đẹp bên Trường An Auto rồi. Cọp chưa? Gương cụp mở, gương tích hợp xi nhan luôn. Đăng kiểm tháng 8 năm 2022. Khá là bà rồ. Máy bao chạy, bảo hành, máy móc ok. Được chưa? Quá là tuyệt vời. Bên đây Trường An còn một mẫu Hyundai Tucson. Em này sản xuất năm 2011. Một dòng xe máy xăng 2.0, 2.0 lít số tự động. Đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị khoảng tầm 10 lít trên 100 km, 51G0247 gốc Sài Gòn. Mẹ toàn bộ chrome. Phía trước hai cụm đèn mắt cá heo, rin hết nguyên bản cô chú anh chị nha. Mẹ toàn bộ chrome nè cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có đèn gầm. Sơn rin em này khá là nhiều luôn. 75% là chất sơn rin. Máy móc số máy bao rin, chưa hề làm một con tán luôn. Mâm đúc nguyên bản nè cô chú anh chị. Trần Anh gọi là mâm cây đa chấu ABS 4 ở vỏ mới tinh. Cái này là bệ ghét chân, xi nhan thích hợp. Một mẫu xe SUV máy xăng số tự động nha. Được một cái tính năng vượt trội. Đồ chơi option của em này cực kỳ là nhiều. Thương hiệu của hàng hả? Rất là nhiều đồ chơi. Lipo phía sau nè. Cô chú anh chị có đẹp không? Đó. Xe cọp lắm, bóng lắm, cực kỳ là bóng bẩy. Mẫu này thì nhỏ gọn. Cô chú anh chị được cái hai cầu luôn. Formatis, nút bấm lóc khóa mở cửa rồi. Nguyên bản form mới nè, gương cụp mở nè, bốn cánh chỉnh điện nè cô chú anh chị, ghế chỉnh điện, chỉnh tay vai, chỉnh túi lưng, đầy đủ tính năng nè, hai cầu nè, hai cầu điện nha. Ok, trang bị túi khí đầy đủ tính năng cho chiếc xe rồi. Quất treo nó một cái màn hình Android cực khủng, cam hành trình, tích hợp gương chống chói và điều đặc biệt hơn Panorama toàn cảnh. Được chưa? Ghế là ghế da nguyên bản nguyên rin, số tự động nè, hai cấp chế độ chạy, chế độ tự động và chế độ bán tự động nha cô chú anh chị. Ghế da là mới tinh luôn, ghế da rin theo xe, cho nên cô chú anh chị đừng hỏi bọc ghế gì hết nha. Keo chỉ là rin hết 100%. Máy móc là chưa bao giờ làm bất cứ một khoản gì luôn. Nội thất ở trong nè, phía sau chủ nhà đã lên hai cái màn hình DVD cực kỳ là khủng rồi cô chú anh chị. Màn hình này bà con có thể xem phim, nghe nhạc, giải trí trên đây luôn nha. Cửa sổ trời toàn cảnh nè, đẹp không? Đó, khá là đẹp. 450 triệu. Cô chú anh chị nào mua, mua nữa không ạ? Bớt nữa 10 triệu. 440 triệu, hết giá nha cô chú anh chị nha. Đẹp không bà con? Đó, trâu già thích gặm cỏ non đó. Cỏ non thì còn đó thì răng trâu cũng hết rồi. Ok chưa cô chú anh chị? Đăng kiểm em này còn khá dài. À, tháng 6 năm 2023 mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm nha bà con cô bác nha. Xét bên đây nữa chúng ta sẽ gặp một mẫu xe dây. Một mẫu xe dây đến từ Nhật luôn. Hai cụm đèn khá là ok. Và một cái điều này nữa chừng anh cảm thấy bất ngờ lắm.
anh chủ anh làm cục máy ở trong hãng. Nói chung làm máy, làm gầm, làm nội thất, làm thay cầu lát, tất cả đâu đó lăn quanh vào 70 triệu. Tiền làm bằng tiền xe, nước sơn bên ngoài không bao giờ chê được đâu. Giá chỉ có 135 triệu, bớt 5 triệu, còn 130 triệu. 60 Đồng Nai, 8, 15, 14. Nha cô chú anh chị nha. Kính là từ phần kính là rin hết nè. Kính Toyota phản quang đầy đủ tính năng. Ok chưa cô chú anh chị? Đẹp lắm. Bằng xe nó một vỏ áo màu xanh vỏ dưa. Mức độ tiêu hao nhiên liệu 1.8 lít. Nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 9 lít cho cô chú anh chị. Tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ lắm. Nói chung là đừng nói về máy và số. Nói chung là số rin máy thì người ta làm hết rồi. Người ta đưa vô hãng người ta làm hết rồi. Và đồng thời người ta thay luôn một cái trục lép dẫn động toàn bộ cầu sau của Innova luôn. Dàn lạnh là cô chú anh chị, đầy đủ các tính năng, bốn cánh chỉnh điện nha. Giá cực kỳ là rẻ. Người ta làm máy hết rồi, cô chú anh chị đi 1-2 ngàn cây chừng anh bao luôn. Nằm đường trả xe một đổi một. Sốc không ạ? Và chưa hết đâu, lại có những cái mức giá cực kỳ là thơm tho dành cho bà con cô bác. Từ phần tay gối đổ về nè, đẹp như nhau. Bầu ơi thương lấy ghế cùng nha. Tuy rằng khác dây nhưng em nó ghế vẫn xinh đẹp như lúc nào. Được chưa cô chú anh chị? Quá là ok. Nó to, rộng rãi, thoải mái 7 chỗ. Gầm rin không mục ngọt. Chủ nhà lên 4 quả mâm mới tinh, 4 quả giỏ mới tinh. Lên hết đồ chơi rồi. Hai cục đèn phía trước cũng đã thay mới rồi. Thay mới hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Đăng kiểm mới luôn. Tháng 10 năm 2022. Ok chưa? Quá là tuyệt vời với mẫu xe dây đời 2003 bên Trường An Auto. 135 triệu bớt 5. Mua được không ạ? Bớt nữa chơi sốc rồi đó. Bên đây thì Trường An vừa cập nhật về một mẫu Innova. Em này sản xuất năm 2006. G lên G, 61 Bình Dương, tràn đầy ý thơ, 80603 nha. Một cặp bảng số rất là dễ thương. 206 lên full 209. Đầy đủ các tính năng mâm nè cô chú anh chị nè. Lên mâm luôn, 4 giỏ mới. Xe này thì một người anh trai đã chốt cọc cho Trần Anh. Trần Anh bán giá có 140 mấy triệu, rẻ không? Màn hình Android nè, máy êm, nội thất sạch sẽ. Mẫu Innova G thì chắc chắn đã từng trải qua dịch vụ taxi thì cô chú anh chị đã biết rồi nha. Về chưa kịp dọn thì anh trai đã mua rồi. Cảm ơn anh trai đã dành những tình cảm sâu sắc nhất cho em. Ok chưa cô chú anh chị? Đó là form giấy Innova. Bên đây Trần Anh còn mẫu Jolly. Một mẫu Jolly vàng két, xe ngay chủ ủy quyền. Thì người anh trai ở dưới Kiên Giang Bình Phước cũng đã chốt. Kiên Giang chứ, Kiên Giang Hậu Giang đã chốt cho Trần Anh mẫu xe này rồi. Chờ ngày ký quyền là giao cho anh thôi. Đó, anh sẽ nhận được cái mẫu xe đẹp bên Trần Anh Auto. Mẫu xe Jolly là thương hiệu đến từ Nhật. Nhiều của chú anh chị hỏi Trần Anh mức độ tiêu hao xăng của em này thì chính xác là bao nhiêu, thì Trần Anh sẽ trả lời chính xác là em không biết. Nhưng mà em nhắm rơi vào tầm đâu đó khoảng 11 lít trên 100 km, tùy vào bánh đẹp cun ga số anh chị chạy nha. Jolly càng đẹp, càng đẹp càng uống, càng đẹp càng uống. Chạy từ 2.000 vòng, 2.000 tour quay đầu thôi thì em nó với ít uống nha cô chú anh chị. Đó Jolly thì em đã bán rồi. Em vừa về tiếp một mẫu Gencha nè. Em này Gencha mẫu xe gia đình 2007. Bận cho em nó bộ áo màu bạc. Mức độ tiêu hao 1.5 lít. Em này rơi đâu đó khoảng tầm 7 lít trên 100 km. Gencha thì bà con cô bác đã biết rồi. Một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Chơi song dong nha cô chú anh chị. Bốn con cảm biến phía sau chủ nhà vừa lên. Màn hình camera dê đầy đủ. Gốc gia đình 100 phần ngàn. Không một ngày giờ dịch vụ. Chắc chắn là những mẫu xe cũ không thể nào nó nói đẹp hết 100% đâu. Cái xấu của nó là cô đã có sơn lại nó mới hoàn thiện. Không sơn không đẹp nha cô chú anh chị, mà chất sơn rin vẫn còn luôn. Được cái em này liền lẹt ghế nỉ nè. Cô chú anh chị thích ghế nỉ không ạ? Còn riêng Trần Anh là không thích ghế nỉ. Đây nè cô chú anh chị, ghế nỉ nè. Nó bị nước vô là đổ nước lên nó hơi bị ố nha. Đó là báo luôn. Được cái keo liền, keo rin 100% luôn. Xe gia đình máy êm lắm. Máy phải gọi là cực kỳ là êm. Êm lắm nha bà con nha. Đó là gốc gia đình 100%. Keo nè, keo rin hết nguyên bản nè, 100%. Taxi dịch vụ ở đâu, coi tắp bì dùm cho anh. Tắp bì có khoan lục hay không? Xe này không có dịch vụ taxi. Bốn cánh cửa để dán toàn bộ phim cách nhiệt. Giá đâu đó lanh quanh là 135 triệu.
tiền nào thì vải ấy người ơi nha cô chú anh chị nha. Đó, vải xanh còn đó thì chúng ta khoác lên một cái bộ vải rất là dễ thương trong cuộc sống luôn. Ok chưa cô chú anh chị? Ai cũng muốn ăn chắc mặc bền mà đúng không? Chúng anh đã mang lại những mẫu xe hàng đẹp và phục vụ cho cô chú anh chị rồi đó. Đó là trách nhiệm, đó là thương hiệu của em nha. Đây là còn thêm một mẫu crew. Em này 2015, đăng ký lần đầu 2016. Một chủ từ đâu? Lại màu bạc nữa. Máy 1.6 lít, 7 lít trên 100 km. Trang bị là ABS. Dòng này là form mới rồi. Hai cụm đèn lồi phía sau nè, cô chú anh chị nè. Rin nguyên bản của Chevrolet. Dấu thập là thương hiệu đến từ Mỹ nha. Crew của MLT. 4 con cảm biến phía sau. Nước sơn đẹp, xe gia đình. Không cứng, không lỗi. 301. Mua nữa không ạ? Bớt 10. 300. Mua nữa không ạ? Bớt nữa. Suốt cuộc đời này mãi mãi bớt mà thôi nha. Ok chưa? Sơn rin còn khá là nhiều. Tích hợp cụp mở nè, tắp bi nè. Đẹp như thế này. Dán toàn bộ carbon nè, cô chú anh chị nè. Carbon nè. Ok. Keo rin toàn thập 100%. Option nội thất ở trong thì chủ nhà bọc full 5D rồi. Cô chú anh chị nè, quốc thêm một cái màn hình Android cực kỳ là lớn. Lớn lắm. Lớn như tên lửa siêu thanh vượt trội vậy đó cô chú anh chị. Ok chưa? Đó, khá là đẹp nha. Trần em này là trần nỉ luôn. 053 không lỗi lầm. Đời keo nữa. Một chủ từ đầu. Sạch sẽ không bà con? Rất là sạch sẽ. Nói chung là em dọn cả bằng một cái tâm huyết rồi. Giờ đây bà con lấy về, bà con chỉ việc sử dụng thôi. Bốn cái vỏ mới nè. Mới hầu như 100% luôn. Chủ nhà đi vỏ Michelin, vỏ xịn. Hai cụm đèn phía sau là của form mới nè. Hồ sơ ký giấy tờ cho cô chú anh chị chỉ một nốt nhạc nha. Đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Ok chưa? Xét bên đây Trần Anh còn một mẫu Sorento 2016. Bản 1.6, dòng xe phiên bản full. 4 con cảm biến trước, 4 con cảm biến sau nha cô chú anh chị. Mâm là mâm phi xước, vàng gold. Mức đầu tư theo em này thì 7-8 lít trên 100 km thôi nha bà con. Rồi thất option trong rồi. Trang bị là full kính đồ chơi rồi. Những cô chú anh chị nào đam mê xe lướt thì alo cho em. Một chủ từ đầu. Máy rin số rin không cấn không lỗi. Bất cứ một khoản gì nha cô chú anh chị nha. Đây là phần nội thất ở trong nè. Ghế da là nguyên bản nguyên rin mới tinh. Dàn lạnh đôi độc lập. Rất là dễ thương. Vô lăng thích hợp cân bằng điện tử ABS rồi. Ga điện rồi. Nói chung là nhiều lắm. Nhiều tính năng lắm. Cảm biến nè. Cảm biến sau, cảm biến trước. 86 Phan Thiết nha. 05188. Biểu tượng của Kia Sorento nè. Hai cụm đèn phía sau là nguyên bản nguyên rin. Tích hợp là cản nuôi cá mini. Ô logo đẹp không bà con? Dưới là chúng ta có đèn phản quang, đầy đủ các tính năng rồi nha cô chú anh chị. Đó, em đã review về những mẫu xe còn lại bên Trần Anh Auto rồi đó. Thương hiệu đẳng cấp vượt trội nha bà con cô bác. Đam mê mẫu nào alo cho em. Hãy gọi vô cái bảng này nè. Đây là cô chú anh chị nè. Đó, cô chú anh chị gọi số này cũng được. 516 Trần Phú Bảo Lộc nha. Hai số điện thoại VIP cô chú anh chị thấy không? Rất là thương hiệu luôn. Em kết thúc chương trình tại